Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 16 tháng 9 trên kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết cũng chưa có nhiều biến động, trời phổ biến là ít mưa, nhiệt độ thấp nhất về đêm phổ biến trong khoảng từ 25 cho đến 27 độ. Ngày mai nắng lên từ sớm đến trưa chiều, mức nhiệt sẽ tăng dần lên, cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ thậm chí có thể cao hơn như tại khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình hay là khu vực Trung Du, Nam Đồng Bằng có thể giấp xỉ 35 độ, mang đến cảm giác oi nóng vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Còn riêng đối với khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ như là Lai Châu, Điện Biên hay là Lào Cai Yên Bái do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m nên về đêm và sáng có thể xuất hiện mưa rào rải rác. Ban ngày nên nhiệt thấp hơn so với khu vực xung quanh, khoảng từ 1 đến 2 độ, phổ biến từ 30 đến 33 độ. Thưa bà con, hiện nay theo thông tin từ Cục Bảo vệ Thực vật, hiện tổng diện tích lúa mùa bị nhiễm sâu cuốn lá nhỏ sấp xỉ 23.000 ha, mặc dù diện tích nhiễm giảm hơn 106.000 ha, trong đó các tỉnh Bắc Bộ nhiễm 18.546 ha, diện tích nhiễm nặng là 2.249 ha, đã phòng trừ 13.884 ha. Hiện sâu trưởng thành lứa 7 đang vũ hóa và gây hại với mật độ phổ biến từ 2 đến 5 con trên 1 mét vuông, mật độ cao 8 đến 15 con trên 1 mét vuông, cục bộ 20 đến 50 con trên 1 mét vuông, tập trung tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Các tỉnh khác mật độ thấp hơn, nơi cao là 5 đến 10 con trên 1 mét vuông. Để chủ động phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ trong thời điểm này, bà con nên thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm sâu cuốn lá nhỏ và phòng trừ kịp thời, vệ sinh đồng ruộng và diệt trừ cỏ dại dùng các biện pháp thủ công như lập bẫy đèn bắt trưởng thành, thu lượng bao lá có sâu bên trong đem đốt hoặc là giết. Đối với những diện tích lúa tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 20 đến 50 con trên 1 mét vuông, bà con cần tiến hành phun thuốc phòng trừ. Chú ý là khi phun bà con cần sử dụng đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng cách hoặc là tham khảo ý kiến của cán bộ khuyến nông tại địa phương. Xin được tiếp tục với những thông tin thời tiết tại các tỉnh thành Trung Bộ. Giải hội tụ nhiệt đới không còn tồn tại, nên thời tiết tại đây đang tốt lên từng ngày. Trời phổ biến là ít mưa, ngày nắng nhiều, cùng nhiệt độ tiếp tục tăng dần, cao nhất ngày mai trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Đến chiều tối mai, nhiệt độ giảm dần xuống ngưỡng từ 25 cho đến 26 độ và có thể xuất hiện mưa rông cục bộ tại phía nam của khu vực, tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Thưa bà con sau 4 ngày mưa triền miên do bão nước ngập hầu hết các cánh đồng ở nhiều địa phương thuộc các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đến ngày hôm nay trời đã tạnh giáo, nắng lên. Bà con nên tranh thủ thời tiết tốt để thu hoạch lúa, chăm sóc cây trồng vụ thu đông. Trở vào phía Nam, thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì gió Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình. Tuy nhiên có kết hợp thêm nhiễu động từ ngoài biển, đẩy vào nên mưa rông có xu hướng tăng hơn về diện và lượng. Bởi vậy trong cơn rông, người dân vẫn cần lưu ý cảnh giác với hiện tượng rông xét và gió rất mạnh và ban ngày nắng chỉ xuất hiện gián đoạn, mưa rông có thể xuất hiện từ đầu giờ chiều, nên nhiệt độ tại đây không cao, chỉ phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ tại Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ ở các tỉnh Nam Bộ. Quý vị và bà con vừa theo dõi những nhận định chung về xu thế thời tiết đáng chú ý hiện nay. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ, cao nhất từ 30 cho đến 35 độ, riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình từ 33 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 81 đến 86%. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi có mưa ở vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi có mưa ở vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ, cao nhất từ 32 cho đến 35 độ và độ trung bình từ 80 đến 85%. Ở các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 28 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ và độ trung bình từ 80 cho đến 85%. Ở Tây Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ và đuổm trung bình từ 83 đến 88%. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ, cao nhất từ 31 cho đến 34 độ và đuổm trung bình từ 82 đến 87% bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo